Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Mình là Minh Lâm ha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái ứng dụng có thể kiếm 500 ngàn. Thì với 500 ngàn này, các bạn có thể làm được rất là nhiều việc trong cái mùa dịch Covid đang khó khăn và phức tạp như thế này. Ứng dụng nó tên là Zalo Pay. Thì việc đầu tiên các bạn đăng nhập vào CH Play hoặc là App Store. Sau đó các bạn tải ứng dụng Zalo Pay về giúp mình ha. Thì như các bạn đã biết, Zalo Pay là một cái sản phẩm ví điện tử do Zalo phát hành. Thì nó có rất là nhiều tính năng rất là nổi bật như là thanh toán nhanh nè, rồi an toàn và bảo mật nè, giao dịch miễn phí nè, và chuyển nhận tiền rất là linh hoạt. Thậm chí nó có rất là nhiều chương trình khuyến mãi trong cái thời gian này. Cho nên các bạn cứ an tâm sử dụng cái ứng dụng Zalo Pay này ha. Rồi sau khi download xong, các bạn đợi vài giây để Zalo Pay được cài đặt trên điện thoại của chúng ta. Cài đặt xong, các bạn bấm mở ứng dụng. Ở bước này, các bạn có hai phương án để mình đăng nhập vào Zalo Pay. Một là mình đăng nhập với Zalo, hai là mình đăng nhập với số điện thoại. Thì các bạn nếu mà đã có Zalo thì các bạn đăng nhập bằng Zalo thì rất là tiện ha. Còn không thì chúng ta đăng nhập với số điện thoại. Thì ở đây mình đã có Zalo rồi thì mình sẽ chọn đăng nhập với Zalo. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng Zalo Pay thì để chúng ta nhận được các chương trình khuyến mãi của Zalo Pay và thực hiện cách kiếm tiền trên Zalo Pay thì chúng ta phải xác minh tài khoản ha. Các bạn chọn cho mình vào một cá nhân, sau đó chọn định danh tài khoản. Rồi sau khi nhấp vào sẽ hiện ra giao diện này thì chúng ta bắt đầu chụp mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân hoặc sau đó chúng ta gửi lên để xác minh danh tính. Rồi chúng ta chọn chụp mặt trước cho phép. Các bạn chụp mặt trước của chứng minh nhân dân giúp mình. Sau đó bấm sử dụng. Tiếp theo chọn chụp mặt sau. Rồi chúng ta bấm sử dụng. Sau đó chúng ta chọn tiếp tục. Bước tiếp theo là chúng ta phải chụp một cái tấm ảnh chân dung. Chúng ta bấm vào chụp ảnh. Rồi sau khi chụp thành công, chúng ta bấm tiếp tục. Rồi ở phần này chúng ta bắt đầu điền các thông tin như là họ và tên nè, số chứng minh nhân dân nè, ngày cấp giấy tờ và nơi cấp giấy tờ, ngày tháng năm sinh. Rồi chúng ta chọn giới tính. Sau đó chúng ta chọn tôi đồng ý và bấm hoàn tất. Sau khi xác minh xong, chúng ta sẽ đến bước là liên kết tài khoản với thẻ ngân hàng. Thì khi mà mình liên kết tài khoản với thẻ ngân hàng thì chúng ta sẽ nhận được gói quà là 1 triệu đồng từ Zalo Pay. Thì chúng ta nhấp vào một cá nhân, sau đó chọn ngân hàng. Sau đó chúng ta liên kết, chúng ta sẽ chọn cái ngân hàng mà chúng ta muốn liên kết ở đây. Thì ở đây mình chọn ngân hàng VIP. Sau đó chúng ta sẽ nhập số thẻ. Số thẻ là cái số được in nổi ở trên mặt thẻ ha các bạn. Rồi sau đó các bạn điền họ và tên chủ thẻ. Rồi sau đó các bạn bấm liên kết ngay. Khi mà các bạn bấm liên kết ngay thì sẽ có một cái mã OTP xác nhận gửi về số điện thoại của chúng ta. Thì các bạn nhập cái mã OTP đó vào đây. Sau đó bấm đồng ý, bấm liên kết ngay. Ok, như thế là cái tài khoản của chúng ta đã liên kết với lại thẻ ngân hàng thành công. Các bạn quay lại trang chủ, chọn giới thiệu nhận quà. Rồi ở phần này các bạn đọc lưu ý giúp mình nè. Gói quà 1 triệu dành cho khách hàng chưa liên kết ngân hàng với Zalo Pay và mời bạn bè tham gia Zalo Pay thì các bạn sẽ nhận được 50.000 và các bạn sẽ có 10 lượt để mời bạn bè sử dụng Zalo Pay và 500.000 đó chúng ta có thể rút về tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta có thể dùng mua sắm nhu yếu phẩm trong mùa dịch này. Ok, các bạn bấm mời bạn bằng Zalo hoặc là bằng Facebook đều được. Các bạn bấm mời thêm. Rồi các bạn cứ mời bạn bè sử dụng. Ok, các bạn lưu ý nè. Ở đây nè, bạn sẽ nhận được 10.000 khi người được mời hoàn thành bước thứ hai, tức là bước liên kết ngân hàng, và nhận thêm 40.000 khi hoàn thành bước thứ ba, tức là thanh toán bất kỳ một cái dịch vụ nào bằng Zalo Pay. Như thế là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách có 500 ngàn trong mùa dịch với ứng dụng Zalo Pay. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cho các bạn là đã nhận được cái gói quà voucher 1 triệu đồng chưa nha. Rồi chúng ta nhấp vào cái chuông cảnh báo. Đây, chúc mừng bạn đã nhận được quà tặng 1 triệu đồng từ chương trình liên kết ngân hàng. Ok, mình nhấp vào đây mình để mình xem là mình được những cái quà gì. Mình sẽ có những cái gói quà như là giảm 15 ngàn cho đơn hàng 30 ngàn đối với ứng dụng Bemin nè, có thể là giảm 25.000 cho đơn hàng 50.000 khi mà bạn mua sắm trên Lazada hoặc là Bixi. Đặc biệt chúng ta có voucher giảm 20.000 khi mua sắm tại Bách Hóa Xanh. Ok, đây là những cái voucher rất là hữu ích trong cái mùa dịch hiện tại. Chúc các bạn thành công kiếm tiền với lại ứng dụng Zalo Pay. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.